thì đã tìm gặp xác của ông lão 61 tuổi của chú anh chị. Cái đổ rác thì ông vô tình lọt ở dưới sông, thì chức năng cũng mới tìm thấy nổi lên của chú anh chị. Là gì đạo Phật khi nổi lên của chú anh chị. Hiện tại thì cơ quan chức năng cũng mới vừa tìm gặp xác của ông lão 61 tuổi của chú anh chị. Thì hôm qua thì ông đi đổ rác với bờ sông ở đường xuống huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng của chú anh chị. Thì ông bị lọt ở dưới sông, thì hôm nay mới tìm gặp, thì đang chuẩn bị đưa lên chú anh chị. Là gì đạo Phật. Thank you.
mình tàu khô tập túi tặng túi chứ thôi lấy bọn tê đông đi cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đưa ra ngoài luôn rồi. Dạ. Không có sức lực gì đâu nữa, ông người ta biến rồi. Dạ. Nhà chú cũng ở gần đây hả? Ừ, không hả? Con nghe nói là nãy con có gặp gia đình hỏi cô, thì nghe nói lúc trước con gái của chú á cũng từng bị chết đuối ở đây mà chết. Đúng không chú? Đúng rồi, đúng rồi. Chết đuối tôi qua tới cái biển á. Mấy em nó nổi lên. Chết đâu khúc này nè. Dạ. Xong cái chuyện này.
phía xa. Đúng rồi, con gái mấy tuổi cô chú? 18 tuổi. Rồi, 18 tuổi thôi. Nghe nãy cô vợ của chú nói là chú ít khi xuống đây dục gác lắm mà sao không biết xui khiến sao đó. Tại là người ta biến ổng trời đi cho nó có sức lại chứ vậy. Biết sao mà đi xuống dưới này không biết luôn. Mình nói đây là tôi biết không? Mình nói đây là chú con gái của chú. Nãy anh nói là 17, 18 tuổi đó là cũng tôi đi té xuống sông mà mất luôn, tại không biết bơi. Dạ. Nghe nói chú thì biết bơi mà chú có bệnh là biến. Bệnh là biến. Biến bơi đâu có được đâu. Dạ. Nó xuống là như là cãi rồi rồi. Té xuống không thể nào luôn. Phải có người ta thấy đỡ. Chiều qua chứ đi qua chắc tìm qua chắc tìm tới tối luôn, tìm tới tối luôn. Dạ, tìm nhiều không có gặp mò. mò quá trời mò luôn. Rồi, bởi vì nước sông nó cao, dâng cao quá. Dạ. Có khi nào nước rộng thì không? Nước rộng thì nước tối đâu ai mò nữa đâu. Rộng thì sát hút. Sát hút, sát hút. Nó chạy xuống. Lại nằm ở gần ở đây ha. Nó có cái nhánh cây đâu đó nó chặn lại cái gì. Hồi nãy là thấy trong cái ngoài thấy cái nổi lên. Nổi lên ghê. Mình tính là chú nổi nhanh á, tại nghe gái á, chắc có thể là gái của cô á, mình cũng lên chứ thường chưa đầy 24 giờ là chưa nổi đâu. Nhưng mà sao không biết là... Sao thấy chú nổi sớm nha, chú nằm chỗ mình thấy là... Chú nổi đầu lên. Nãy ba thì cô vừa gái cúng con vịt. Anh em mới vừa đến thì xíu à. Hay tin nè. Gì nổi nổi gì vậy luôn. Có rất là nhiều người bị đuối nước như thế này. Anh trai kia anh cũng có nói là có một đứa rất là nít. Đấy là hơn phút giờ cho chú nhảy đó. Gì ghê vậy? Xong rồi đi nhà mới nhỏ rất là nhiều người mất ở đây. Rất là nhiều người ha chú hả? Chú biết không? Nói giờ nhiều không? Mất 3-4 người gì rồi. 3-4 người gì rồi. Nghe là con nghe là hồi trước á là con gái của cái chú đó cũng mất ở đây hả chú? Ở đây luôn. Nên nổi đi bên huyện. Mà hồi đó cái sợi cái nó không có dễ. Hồi con vừa gái xong là mấy mấy em lại là cô đi vô nhà đó là. Dạ. Phần dịch cho cô. Đi mua rồi. Rồi đi mua gọi luôn. Vừa mới đi mua về chưa cúng. Là chú là lúc mà té là chú có thể té ở đây nhưng mà trôi là trôi tới dưới đó. Qua nước lớn lắm hả cô? Nước lớn chú biết gì vậy? Chú té xuống nước là có ai thấy không cô? Không ai thấy, nó chết chứ nếu mà có người thấy thì đâu chứ hết. Nhưng mà mò hết được hay là không? Không, đi ra thấy chiếc ghế nó mới biết là bé. Chiếc ghế còn nằm đó là cái dấu sình đó. Dạ. Bây giờ hai chiếc chờ của chú rồi còn. Hai chiếc nhớ có chiếc còn đâu. Gì vậy? Em ơi chôn rồi. À đây con. Một mười đấy, năm vô con này mấy cũng có câu lịch nữa. Mơi quá bán luôn rồi. Lúc nãy anh em đến thì cũng thấy chú nội ở phía đó của chú anh chị. Giờ nãy thì cũng nãy thì cháu của ông thấy ông nội lên ở phía bên đó đó. Thì chạy vô kêu anh em thì anh em đang hỏi thăm cô ở trong nhà. Thì chạy ra thì phát hiện thì cơ quan chức năng cũng đến để đưa ông lên. Thì bên trong thì cơ quan chức năng cũng đang khám nghiệm tử thi với bên trong của chú anh chị. Chúc nè, chúc anh quay xe. Chúc nè chú. Đậu xe sát vô để xe cho xe ta di chuyển. Nhà nãy hả? Chị
vỏ này thì cơ quan chức năng cũng đi vớt nè cô chú anh chị. A Di Đà Phật, cũng cầu nguyện cho chú sớm về nơi nghỉ, sớm được siêu thoát. A Di Đà Phật. Để cũng giúp đỡ cho gia đình ít tiền từ tấm lòng của nhà hảo tâm để có tiền để mua đồ lâu sự cho chú của chú anh chị, thì gia đình cũng chỉ mới xin được áo quan, không có tiền để mua đồ để tặng liệm này kia. Bên anh Thắng miền Tây rồi cũng điện anh em liên hệ để đến nói hoàn cảnh của gia đình của bà ông khó khăn, thì bà thì bán vé số, thì nuôi cháu trai, thì mẹ cũng trước thì cũng mất, đã chết ở dưới con sông luôn cô chú anh chị, thì cha thì đã bỏ rất là lâu. Bây giờ cơ quan chức năng mình đó cũng mới giám nghiệm tử thi vừa xong cô chú anh chị, bà con cũng đến. Đến bà cũng cúng kiến ở đây nè, bà giái cũng con vịt đó cô chú anh chị để tìm gặp được ông, thì bà vừa cúng giái anh em đến rồi xong rồi vừa vào nhà thì vừa quay ra là ông nổi lên cô chú anh chị. Phía cơ quan chức năng cũng đang làm việc bên trong đó có chú anh chị. Thú ở trong đó là chúng nằm ở bên trong đó, chỗ ngay cái xe đó. Giờ này thì nước nó rộng quá chú anh chị. Cái dốc này cao. Tại ở Quang thì cũng mới vừa đi xin về của chú anh chị, cũng mới chở về đến. Là gì đâu Phật? Bên trong thì cơ quan chức năng thì cũng đang làm việc, đang làm việc với gia đình. Đau lòng luôn cô chú anh chị. Hiện tại thì ở đây thì ở huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng cô chú anh chị, thì gia đình cũng khó khăn, thì cũng mới đi xin áo quan, xe cũng mới vừa đưa đến. Thì hôm qua thì nghe chú té là lúc 3 giờ chiều của chú chị vì đậu gác, thì không may thì lọt ở phía bờ sông này của chú anh chị. Cái dốc này cũng khá là cao, nghe đâu là chú bị mắc căn bệnh tai biến. Hồi nãy chiếc vỏ này thì cũng đi qua để đưa ông về. Bên trong cơ quan chức năng cũng đang làm việc bên trong của chú anh chị. Dạ Di Đà Phật, cũng cầu mong cha ông sớm về nơi an nghỉ. Cái bên trong của chương trình.
cầu nguyện cho chú sớm được siêu thoát. Hoàn cảnh gia đình thì cũng khó khăn. Xíu anh em cũng mới vào bên trong để cơ quan chức năng làm việc xong mới vào bên trong chia sẻ, hỏi thăm hoàn cảnh gia đình, hỗ trợ cho bà ít tiền từ tấm lòng quý nhạo tâm để bà có tiền để lo hậu sự cho chú trong lúc khó khăn này của chú anh chị. Bà thì đi bán vé số từng ngày thì cũng đủ để trang trải cuộc sống à. Bà cũng mới đem quần áo này kia ra của chú anh chị. Quan vào bên trong của chú anh chị thì qua video thì cũng cho em chân thành nữa là cảm ơn đến của chú anh chị đã luôn yêu thương theo dõi kênh trong suốt thời gian qua. Thì của chú anh chị yêu thương thì xin cho em đăng ký like và chia sẻ. Thì em cũng xin hẹn của chú anh chị những video tiếp theo. Dạ em xin chào.